đầu sao? Con đi học đi. Đi học kiểu nào? Thì có đi học không? Rồi móc đầu sao? Đi học móc đầu sao tin thôi? Tin biết bắt đầu không? Ai dạy con vậy? Ai dạy móc đầu à? Ảnh của con ba đi. Ông dạy mày nào mà mày nói ông dạy? Ba dạy con nào mà con để thừa ba dạy con? Đâu móc sao móc lại coi. Ui. Móc sao móc lại coi. Hỏi xé đâu còn. Ồ. Chém hò. Con đi học nha. Bye bye mọi người, con đi học đi. Học chiều về nha.